Thưa quý vị, ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua đã làm cho nhiều công trình xây dựng bị thiệt hại nặng nề. Điều này không chỉ trực tiếp gây ra thiệt hại vật chất mà cụ thể là hệ thống máy móc, trang thiết bị trên công trường mà còn ảnh hưởng đến tiến độ các công trình dự án. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có rất nhiều dự án cầu đường hạ tầng lớn đang thi công. Chính vì vậy, công tác chủ động ứng phó với thiên tai luôn được chủ đầu tư và chính quyền địa phương quan tâm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cầu Thuận An là công trình trọng điểm thuộc dự án tuyến đường ven biển Thừa Thiên Huế đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo đơn vị thi công, đến nay tiến độ dự án đã đạt khoảng 69% khối lượng. Do đặc thù công trình thi công trong vùng cửa biển trên sông nước nên yếu tố an toàn thi công trong mùa mưa bão luôn được chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công chú trọng và đặt lên hàng đầu, chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua phương án ứng phó bão lũ cho công trình. Ban chỉ huy công trường đã phối hợp cùng với địa phương, bộ đội biên phòng và cảng vụ để lập ra các cái kế hoạch phòng chống lụt bão và lập ra các cái kịch bản trước khi có mưa bão là sẽ di tản con người, di tản máy móc đến địa điểm an toàn và bố trí các cái hệ thống răng néo chống để đảm bảo an toàn cho công trình. Với áp lực tiến độ phải thông xe trước ngày 26 tháng 3 năm 2025, dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương những ngày này cũng đang được đơn vị thi công gấp rút triển khai. Ngoài phương án tăng ca, tăng mũi thi công, đơn vị nhà thầu cũng đã xây dựng các phương án để thi công được trong những ngày có mưa. Cụ thể, trong những ngày mưa bão, đơn vị sẽ yêu cầu nhà thầu dừng thi công, hạ độ cao hệ thống giăng cầu, tiến hành neo đầu xà lăn, khơi thông đường chạy, tháo dỡ các thiết bị có nguy cơ gãy, đổ để đảm bảo an toàn cho công nhân lao động và bảo vệ nguyên vật liệu. Đồng thời xây dựng phương án chi tiết, đường găng, tiến độ công trường trong thời tiết thường xuyên xảy ra mưa bão để vừa đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động, vừa đảm bảo tiến độ thi công. Đối với mùa mưa bão năm 2024 thì nhà thầu cũng đã rút được một số cái kinh nghiệm từ mùa mưa bão năm 2023 về công tác tổ chức thi công. Thì đối với các cái có phụ trợ mà nằm có khả năng ngập nước trong cái mùa mưa bão thì nhà thầu sẽ là đẩy nhanh cái công tác thi công để mà có thể tháo dỡ tất cả các phần đài giáo mà có nguy cơ là bị ảnh hưởng bởi cái mùa mưa lũ. Song song với đấy thì công tác tổ chức trên mặt bằng thì nhà thầu cũng đã có xây dựng các cái biện pháp để neo đậu các hệ thống xà lan cũng như là các phương tiện nổi. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hàng trăm công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi lớn nhỏ khác nhau. Bước vào mùa mưa bão năm nay, đối với các công trình đang thi công dở dang, các chủ đầu tư đã tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành công trình theo kế hoạch. Cùng với đó, các đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư tại công trường để kịp thời xử lý sự cố do mưa bão gây ra theo phương án đảm bảo an toàn công trình đã được duyệt. Các đơn vị thi công thì hiện nay đang tập trung cho cái công tác là dàn chống lại nhà cửa cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cái trạm trộn, các cái cầu tháp. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra ra soát lại các cái vị trí để mà cập tàu xà lan khi có mưa bão đến, các cái đề bãi để tập kết vật tư máy móc thiết bị thi công và cả cái địa điểm mà để mà sơ tán công nhân khỏi cái vùng nguy hiểm khi mà có lệnh phải sơ tán. Từ đây đến cuối năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp với các loại hình thiên tai, bão lũ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo các sở ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền đến các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định, đặc biệt là tại các công trình trọng yếu, trọng điểm để đảm bảo hạn chế nguy cơ thiệt hại về con người, tài sản ở mức thấp nhất.